Thưa quý vị, chiều nay ngày 16 tháng 1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đã tới thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Cùng đi có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Tại buổi làm việc, qua nghe báo cáo tình hình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những cố gắng nỗ lực của quân khu 5 đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là việc hỗ trợ các địa phương trong công tác phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Cùng với đó là làm tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, duy trì và thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt, làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, nhất là với nước bạn Lào, Campuchia. Toàn lực lượng trên địa bàn quân khu gìn giữ, duy trì và phát huy tốt hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Nhấn mạnh, quân khu 5 là địa bàn trọng điểm. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị quân khu làm tốt nhiệm vụ ứng trực, sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh có nhiều diễn biến bất thường, an ninh phi truyền thống liên quan đến quốc phòng, an ninh của đất nước. Luôn luôn quán triệt tinh thần sẵn sàng chiến đấu và đánh thắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh. Cùng với đó là tiếp tục duy trì, làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng đường biên giới hữu nghị, hòa bình, hợp tác giữa Việt Nam với các nước Lào và Campuchia.